Hello, xin chào cả nhà nhá. Em đang ở bên Thái Lan đây. Đây là những hình ảnh mới nhất của V5 bên Thái Lan để chia sẻ cho anh em. Mình thì đơn giản thôi, mình không phải review gì cả, nhưng mà sẽ tìm ra những cái điểm khác, những cái điều mà nó đang dành cho thị trường Thái Lan nó như thế nào mà so với V5 Việt Nam, và tại sao lại có lời đồn đoán chiếc xe này dưới 400 triệu tại thị trường Thái Lan, đúng không anh em? Đầu tiên thì mình sẽ phải đi tìm hiểu tò những thứ xung quanh xe trước đã. Mọi người sẽ nhìn thấy một điều là chiếc xe V5 bên Thái Lan và Việt Nam gần như ấy, nhìn bên ngoài sẽ không thấy cái gì khác biệt cả. Chỉ có đập vào mắt mình là cái bộ mâm thôi, chứ còn những cái thứ như là đèn đóm rồi là các thứ cản trước như thế này, nó đều giống hệt chiếc xe mà mọi đang sở hữu tại Việt Nam, chỉ có khác bộ mâm bây giờ ấy. Mình phát hiện ra hai điều. Điều đầu tiên là bộ mâm bây giờ dùng mâm R16, mâm sắt và dùng ốp mâm anh em nhé, ốp lại bằng nhựa. Đấy. Và thứ hai là dùng bộ lốp của Sailun. Đấy. Mình biết Sailun là một hãng nội địa Trung Quốc. Đấy, đây là có thể là giá thành sản phẩm của cái lốp này nó sẽ rẻ hơn cái lốp mà Thịnh lốp ở Việt Nam mình là lốp gì nhỉ? Bridgestone nhỉ? Bridgestone và dành cho xe điện. Đấy, cái lốp Bridgestone dành cho xe điện mặc định cái thương hiệu nó đắt hơn rồi và cái chất lượng của lốp cho xe điện nó khác, mà vì cái xe này nó lốp dày ấy nên là cái lốp Sailun này có thể nó sẽ thỏa mãn được cái trọng lượng của xe này. Thì đấy, độc bốn của lốp này nó đã giảm thành cho giá thành xe cũng phải vài triệu rồi, 5-7 triệu đúng không anh em? Đấy, đây là một những thứ mà hay là mâm sắt cũng để giảm rồi. Riêng bốn của này đã em lấy ví dụ thôi, nó giảm khoảng cả chục triệu rồi cho trong qua cái giá thành sản xuất xe rồi. Rồi. Về cơ bản đấy thì là mình vẫn nhận thấy là bốn cái cảm biến lùi vẫn còn anh em ạ. Đấy, mình xem nào, camera lùi còn không? Camera lùi có nhầm hay không nhầm thì xe mình camera lùi ở trên này đúng không? Hiện tại đấy không thấy camera lùi. Không biết là bản hình như đây sẽ là bản thương mại rồi anh em ạ. Có thể là sẽ không có camera lùi. Đây, có một cái miếng ốp ở đây. Miếng nhựa ốp ở đây, xe mình không nhầm camera lùi ở đây này. Lâu lắm mình không động vào xe. Ghế thì may mắn là theo thị trường này thì vẫn là ghế da. Thực ra thì quan điểm giữa ghế da và ghế nỉ nó sẽ chênh nhau khoảng vài triệu đồng trong quá trình sản xuất thôi. Thì nếu mà họ để nguyên bộ ghế da có thể là cái tính cạnh tranh trong cái sản phẩm ở thị trường này nó sẽ tốt hơn. Mình xem check trong này thì là cũng giống như xe của mình ở thị trường Việt Nam thôi, cũng chỉ có một cái miếng xốp đây thôi, không có nốt dự phòng và không có cái đồ gì trong này cả. Cơ bản là sẽ cắt tối thiểu nhất có thể để có thể tạo ra được cái xe có giá thành tốt nhất. Đấy. Ok cho anh em. Bây giờ mình sẽ đi thử vào trong trải nghiệm một tí. Bên này đi. Mình thử ngồi vào cái khoang này nào. Thực ra khoang sau thì mình nghĩ là chả có gì thay đổi đâu, tại vì tất cả mọi thứ từ xe của thị trường mình hay thị trường Thái này đều dùng chung cái bộ nội thất này, bộ ghế này, rồi là ghế cái bộ này, rồi là tựa lưng này, nói chung là nội thất bây giờ nguyên bản sang thì y hệt luôn anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên khoang lái đi xem có gì khác không. Đầu vào mắt thì mình thấy có bộ thảm khá là đẹp đấy. Không biết nhưng mà lại thảm này hình như không phải thảm ở Việt Nam. Rồi, mình sẽ chỉnh ghế để mình có một cái cảm giác thật nhất. Ngồi tay lái nghịch nó hơi buồn cười anh em ạ. Chưa quen. Trước mắt mình sẽ thấy những thứ sau. Đầu tiên, mình nghĩ là họ cắt cái cruise control này đi nhưng mà lại không. Thị trường này họ vẫn để cruise control. Thực ra cắt cruise control đi cũng cắt được khá tiền đấy, cũng cắt được 2-3 triệu đấy em ạ. Nhưng mà có thể là họ thấy là cái cruise control này là gần như là thị trường này ấy, có thể xe nào cũng có cruise control, bây giờ mình không có chắc không ai mua, nên là cái này vẫn còn. Màn hình y hệt luôn anh em nhé, các thứ nói chung là ngồi vào đây trừ cái tay lái ở bên này, do bên này thì mọi thứ y hệt. Nhưng mà phanh tay thì do là người ta chỉ đổi cái mặt táp lô thôi, nên phanh tay nó vẫn ở bên này, nó không thể chuyển sang bên này được. Nói chung chi phí sản xuất làm sao tối ưu thấp nhất cái sự thay đổi có thể. Thì vì ở đây thì chỉ có đặt cái bên đơn vị cung cấp hoặc đặt nhà máy sản xuất ấy, là cái mặt táp lô này là sản xuất mặt táp lô mới cho thị trường tay lái nghịch thôi. Vô lăng, màn hình, các thứ y hệt như vậy. Rồi là phím điều khiển. Mình phát hiện thêm một điều nữa anh em ơi. Mọi người nhìn tay nắm không? Đấy, tay nắm bây giờ nó chỉ còn là cái nhựa sần đen thôi, không mạ chrome nữa. Thực ra trong quá trình sản xuất thì cái này cũng tiết kiệm khá nhiều tiền này. Thêm một điều nữa chia sẻ anh em là đây. Nhìn trên gương thấy sẽ không còn cảnh báo điểm mù trên gương nữa. Thì vì cảnh báo điểm mù trên gương là một cái option khá đắt. Bình thường ấy, mình nhớ không nhầm một bộ cảnh báo điểm mù trên gương, mà bây giờ độ nhé, hàng độ nhé, không phải hàng zin theo xe, hàng độ nó sẽ khoảng tầm 7 đến 8 triệu là hàng ngon. Còn hàng zin theo xe thì không vô giá đâu anh em ạ. Nói chung là cái này mình thấy rất là thích trên VF5. Nhưng không hiểu sao trong Thái thì họ lại cắt đi. Có thể là như này,
mình nghĩ là để mà tạo ra mức giá cạnh tranh như Quy Tổ Tiền Việt mình khoảng tầm 400 triệu đi, thì bắt buộc cái việc mà cắt giảm mỗi thứ một tí, mỗi thứ 2 triệu, mỗi thứ 3 triệu cộng vào mà cắt giảm được khoảng 5-70 triệu thôi là đã đủ để cạnh tranh thị trường này rồi. Cứ chia sẻ mọi người, mình có vừa tìm hiểu thông số chiếc xe này nhá. Chiếc xe này là viên pin nó không còn là 37 kW như thị trường Việt Nam nữa mà chỉ còn 29,6 kW thôi. Là độc viên pin ấy, mình nghĩ là nó phải sẽ cắt giảm khoảng 40 triệu, khoảng 450 triệu tiền giá thành sản phẩm rồi. Nên là tổng thể chiếc xe này nó sẽ cắt giảm rất là lớn. Vì vậy nó sẽ có thể là cạnh tranh tốt về giá thị trường Thái Lan anh em ạ. Đấy. Đấy, những cái thông tin cơ bản nhất để chia sẻ anh em về cái xe thị trường Thái Lan. Kim Jong-un, chị này thì là một diễn viên khá nổi tiếng thị trường Hàn Quốc. Cái fan, đây là buổi fan meeting của chị này. Đây chắc là fan của thị trường fan Thái Lan nhỉ? Giống như Việt Nam mình cũng có cái fan nhóm fan của chị này, nhưng mà fan người Việt ở đây là fan Thái Lan. Thì đây mọi người nhìn khung cảnh này. VinFast họ rất đầu tư cho cái sự kiện này. Hình như mục tiêu hướng tới của VF5 thị trường Thái Lan là giới trẻ. Là giới trẻ lên là cái xu thế marketing của họ là luôn luôn kèm theo những cái trend của thế hệ Gen Z bây giờ anh em ạ. Đấy, đây mọi người nhìn tổng quan cái khu vực mà setup của VinFast này. Ok, thì đây là những cái thông tin cơ bản nhất để chia sẻ anh em về cái VF5 thị trường Thái Lan. Anh em có gì cần hỏi thì cứ để lại comment nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye anh em.